Trong năm 2015, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 250.000 đến 400.000 đồng một tháng, tức khoảng 15% so với mức hiện nay theo nghị định mới quy định mức lương tối thiểu vùng cho người lao động vừa được chính phủ ban hành thay thế nghị định cũ. Theo nghị định mới, mức lương tối thiểu vùng áp dụng với doanh nghiệp từ đầu năm 2015 tới đây như sau vùng 1 3 triệu 100 000 đồng một tháng, vùng 2 2 triệu 750 000 đồng một tháng, vùng 3 2 triệu 400 000 đồng một tháng, vùng 4 2 triệu 150 000 đồng một tháng. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu này là lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Theo đó, mức lương thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất và cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.